Không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng, nhưng là chính Đức Kitô đã mặc khải. Lời Chúa tôi của Thánh Phaolô trong tờ của xứ người Galat. Thưa anh em, tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em trở mặt mô lệ như thế với đóng đặt kêu gọi anh em nhờ ăn sống Đức Kitô để theo một tin mừng khác. Không có tin mừng nào khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em và muốn làm xáo trộn tin mừng của Đức Kitô đó thôi. Nhưng nếu có ai, kể cả chúng tôi, hoặc một tin phần nào từ trời xuống loan báo cho anh em tin mừng khác với tin mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Như tôi đã nói và nay tôi xin nói lại, nếu có ai loan báo cho anh em một tin mừng khác với tin mừng anh em đã lãnh nhận, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Vậy giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời hay lấy lòng Thiên Chúa? Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời? Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời thì tôi không phải là tôn tớ của Đức Kitô. Phật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết, tin mừng tôi lo lắng không phải là do loài người, vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Đó là lời Chúa. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia và đi.
Rồi một ngày thấy cái chuỗi cái thế cổ chạy qua bên kia mà đi. Nhưng một người sang qua bên kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì đầu cầu hương. Ông lại cần lấy dầu, lấy rượu, sắc vết hương cho người ấy và băm bó lại. Rồi đặt người đến trên cái ngựa của mình, đưa về quan trò mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: nhờ bác săn sóc cho người này, con tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ tương? Người thông bẩm trả lời: chính là kẻ đã tin đọc thương xót với người ấy. Đức Giê-xu bảo cho ta, ông hãy đi và cùng làm như vậy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Ai là người thân thân của mình? Và cuối cùng thì chính người đó đã trả lời, chính kẻ đã thật khi lòng thương xót đối với người ấy. Khi xung mời gọi, ông hãy đi và làm như vậy. Có lẽ chúng ta cũng cần trở lại với những nhân vật ở trong bài tin mừng ngày hôm nay để có thể chúng ta cảm thông cho thầy thực tế để thêm tin chắc, hay là chúng ta cần phải có một cái hành động thái độ chính xác để có thể bước vào cái con đường còn lại được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Trước hết, người bệnh nhân tin mừng không nói gì đến cái thân phận hay là cái thân thế gì của một người bệnh nhân cả, là một người bình thường và anh ta bị thương, bị đánh đập, bị hành hạ. Về phía 3 người kia ở trong chủ buôn, một người là thượng tế, một người là thầy tế vi. Có thể nói đây là 2 nhân vật khá quan trọng ở trong đời sống, ở trong đạo, về phục vụ, về lời Chúa và về những cử hành các nghi thức phục tự ở trong đạo. Và có lẽ họ đang trên đường trở về từ sau khi làm những cái nghi thức phục vụ ở trong đền thờ. Và xét dân số có một cái điểm mới là những người bị tai nạn, những người bị chết, sát chết hoặc là những người bị thương, mà bất cứ người trong thái nào cũng vào cổ bị gọi là ô uế hết một tuần. Tại sao họ lại không có đồ chàng, hoặc là họ lại không chăm sóc cái người bệnh nhân này? Phải chăng là vì lòng hay vì chính bản thân? Cái câu hỏi này chắc có lẽ chúng ta phải đặt ra cho chính bản thân của chúng ta khi mà đối diện với bệnh nhân, cái người bị hại, cũng như là đối diện với thầy thông thuật, thầy thương tế và thầy thi vi. Biết là vì luật hay là không biết là vì chính bản thân của mình mà họ đã tránh né để chứng tỏ một cử chỉ của lòng thương xót. Riêng với người Samari, một người bị coi là một người Do Thái nhưng mà đã đi giáo, không còn là một Do Thái nữa, bởi vì chính những người đang ở trong đạo Do Thái đã loại trừ họ. Nhưng anh ta có lẽ vì không sợ, vì không sợ vi phạm đến cái luật gọi là luật ôn đới, mà anh ta đã chứng tỏ được cái lòng thương xót đối với người bị hại, chính là kẻ thực thi lòng thương xót đối với người này. Và cái tiêu chuẩn đó trở thành tiêu chuẩn để được đạt được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Khi số đặt ra vấn đề có lẽ là chúng ta khó hiểu, không phải là việc diễn đạo, không phải là việc cử hành các nghi thức phục vụ ở trong đời sống, không phải là chứng tỏ
về những công việc hàng ngày ở trong cuộc sống, nhưng mà chỉ là thương xót, quan tâm, thực thi lòng thương xót đối với người bị hại, đối với những kẻ nghèo hèn, đối với những người bị mắc nạn. Đó mới là tiêu chuẩn để đạt được sự sống đời đời làm nhà nghèo. Đặt lên vấn đề đó để đổi một người chúng ta, xin cho chúng ta biết gì đến coi cái cuộc đời của mình, coi cái sống tạm của mình như thế nào ở sau. Và đây đây tôi lại nhớ một cái câu hỏi mà Chúa hỏi con: Ca-in, em nơi đâu? Em nơi đâu? Sau khi mà Ca-in đã chết hai chị người em của mình vì ghét gì? Vì ghét em. Tôi đang nghĩ đến thực tế cuộc sống của chúng ta. Đôi lúc vì cái vật chất, đôi lúc vì sự ghét tị ở trong cuộc sống, mà ngay cả người thân cận nhất của mình, người em ruột, những người xung quanh, kể cả những người thân cận ở trong gia đình, chúng ta cũng cố để loại trừ nhau vì chính bản thân mình. Xin cảm ơn tập thể đó để chúng ta, xin Chúa cho chúng ta biết đón nhận những cái lời giáo huấn của Chúa để rồi cái mục đích và cái điểm đích của con người là sự sống đời đời làm cha nghiệp, và sự sống đời đời làm cha nghiệp thì cần phải thể hiện cái tình thương xót ở trong cuộc sống đối với những người xung quanh chúng ta. Đó là cái điểm, cái mục đích của mình, cũng là một cái gọi là cái lời luận để giúp cho chúng ta đạt được cái mục đích cuối cùng của con người là nơi trời. Xin Chúa cho chúng con hiểu và thi hành như lời Chúa mời gọi, anh cùng hành đi và làm như vậy.